Tiến Trường nhằm tri ân khách hàng trong suốt thời gian vừa qua. Cửa hàng điện thoại Tiến Trường tổ chức chương trình Xả Tưng Mừng Mừng Tết Đến, đón chào Xuân Bình Thân năm 2016 tại địa chỉ ngã ba cửa Việt Thắng Nghĩa Hoàn, đối diện Ủy ban Nhân dân Nghĩa Hoàn. Khi mua điện thoại smartphone, quý khách hàng sẽ được tặng ngay một ấm siêu tốc trị giá 200.000 đồng. Mua điện thoại có giá trị từ 250.000 đến 500.000 sẽ được tặng ngay một sim bung lỗi trị giá 50.000 đồng, có tài khoản lên đến 180.000 đồng. Ngoài ra, cửa hàng còn giảm giá áp dụng cho tất cả các mặt hàng điện thoại và linh phụ kiện. Giá rẻ cho mọi nhà, cơ hội duy nhất trong năm. Hãy nhanh chân đến với Tiến Trường ngay hôm nay để sở hữu cho mình những sản phẩm tốt nhất với giá rẻ nhất. Đặc biệt khi đến với cửa hàng, quý khách còn nhận được nhiều sự ưu đãi hơn nữa, cùng những phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý khách chỉ có trong dịp Tết Bình Thân. Nhanh tay. Cửa hàng điện thoại di động Tiến Trường cam kết nói thật, làm thật, khuyến mại thật. Cửa hàng di động Tiến Trường bán hàng uy tín, tư vấn trung thực, phục vụ tận tâm. Khi đến với Tiến Trường, sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi. Địa chỉ ngã ba cửa Việt Thắng Nghĩa Hoàn, đối diện Ủy ban Nhân dân Nghĩa Hoàn. Điện thoại 0912172767. Cửa hàng điện thoại di động Tiến Trường kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.